Ngày 5 tháng 12, theo thông tin báo cáo của Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam, từ ngày 26 tháng 11 đến nay, xuất hiện các cá thể khỉ tại thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, tấn công người khiến 3 người bị thương, trong đó có một trường hợp nặng, bị khỉ cắn đứt động mạch đùi, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, cá thể khỉ còn cắn chết một số vật nuôi của người dân trong khu vực. Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam thống nhất phương án 7 bắt bắn gây mê các cá thể khỉ theo đề nghị của Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam và áp dụng theo quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chi cục Kiểm Lâm cũng thống nhất với công ty cổ phần Vinpearl về việc cử chuyên gia để thực hiện công tác cứu hộ 7 bắn gây mê cá thể khỉ nêu trên.